nay sư phụ làm một món salad thôi. Dạ. Salad bữa nay nó có cái là lạ một chút cho tụi con. Ha. Dạ. Rất là tươi. Tươi. Vâng. Cái rau ở trên lu hơ băng này nó gọi là rau sạch á. Dạ. Như nè. Lu băng này rau sạch ngon lắm. Tên thành phố cũng dễ thương. Dạ. Luông Ba Băng. Cho nên là những cái salad này là những đồ ăn dinh dưỡng. Dạ. Mình có thể làm theo cách của mình. Đây là một nghệ thuật mà, phải không? Dạ. Giống như tụi con, tụi con y như tụi con vậy thôi, phải không? Dạ. Tụi con là những người ca sĩ thì diễn viên tụi con trình diễn nghệ thuật mà, hiểu chưa? Thì ẩm thực cũng là một nghệ thuật, dạ, phải không? Cho nên là thường thường đại đa số là mấy người họ ăn uống là họ không có nghĩ là ăn cho no là được. Yeah. Yeah. Mình mới nên gọi là không phải ăn cho no không, hay là làm đồ ăn mà nhiều người biết làm đồ ăn. Dạ. Nhưng mà phải biết rằng là mình làm đồ ăn thì mình làm, nhưng mà mình cũng phải có một chút ngon mà đẹp nữa. Ngon, đẹp, dạ, bổ dưỡng. Dạ. Vừa là có dinh dưỡng, thức ăn có dinh dưỡng, nhưng mà phải là một cái sự bổ dưỡng nữa. Dạ. Phải thẩm mỹ đẹp nữa. Cho nên đây là một cách thức. Khi là tụi con là những người ca sĩ, khi là có thời gian mình có gia đình đó, dạ, tụi con nên làm cho gia đình cái mình ăn. Ừ. Là tốt hơn mình ăn ở ngoài. Thì cái tình yêu thương của mình dành cho gia đình của mình thấy như vậy, nhưng dạ, dạ, quan trọng lắm. Dạ. Rất là quan trọng khi dạ, mình dành một chút thời giờ nấu cho cha mẹ, hay là anh em, hay là vợ chồng con cái. Nó đây là một việc gọi là vô cùng quan trọng cho cái cuộc sống của mình. Dạ, dạ. Nó vậy, bởi vì chính bàn tay của mình làm, mình thấy nó rất là bình thường, nhưng mà nó không có bình thường vậy đó. Mình nó không bình thường như mình nghĩ. Ừ. Thì nó sẽ là một cái nghệ thuật mà mình đưa, nó là một cái nghệ thuật mà mình đưa đến cho gia đình của mình đó. Dạ. Đây. Con cảm ơn Guru. Ngồi đăng đi con. Dạ, cảm ơn tại Guru. Wow. Dạ. Một món. Dạ. Tinh tinh. Cho tụi con thấy, để tụi con ở nhà tụi con á. Dạ. Giống như cởi trang. Dạ. Đi làm xa nhà. Dạ. Không ở chung với gia đình. Khi đi làm về hay là đi diễn về mình mệt mỏi rồi. À, mình cần có một món đồ ăn. Đây là sư phụ chỉ tụi con cách thức. Khi tụi con về nhà của mình, mình có đồ một dĩa cơm. Dạ. Gọi là đơn giản nhưng mà rất là ngon. Dạ. À, vậy.
đây là cách thức mà sư phụ thường là gì? Ta đi khắp mọi nơi. Ở trong một cái khuôn phòng như vậy, mình sẽ làm đồ sẵn. Có thể mình tự mình vậy đó. Tự mình gì? Mình sẽ có một bữa ăn vô cùng ngon cho mình. Thấy không? Dạ. Vậy. Mình không cần phải chung đụng với bất cứ cái gì ở ngoài. Thấy chưa? Dạ. Đây là một món ăn vô cùng dinh dưỡng mà thầy phụ làm đại hay tinh thần của ta đây. Ok. Dạ, dạ, chúng con cảm tạ guru. Dạ. Dạ. Đấy, không sao. Tụi con ngồi. Tụi con sẽ nhìn ta thấy làm một chén canh. Dạ. Một chén canh. Một chén canh. Nghệ thuật này là người gọi là nghệ thuật dinh dưỡng. Dạ. Đó. Đây là cách thức nhanh lẹ. Khi tụi con cũng giống vậy thôi, khi tụi con về đi diễn về rồi, tụi con đôi khi con không muốn ngồi ở bàn, có cái món gì mà nó là lạ một chút, đưa cho mình một dĩa đồ ăn là mình cảm thấy thấy là hấp dẫn. Cảm thấy cuộc sống khoe hành lại đấy. Dạ. Đối mặt với tất cả mọi thứ ở ngoài đời, thấy không? Về sao mà có cái yên tĩnh, có một một cái bữa ăn cho mình đầy đủ và thấy nó ngon, hiểu chưa? Thấy không? Mình thấy gì? Con thấy là sư phụ khi mà nấu ăn đúng là gửi gắm cả tâm hồn vào đấy. Ta vô cùng yêu. Dạ. Ta tập trung nó. Vâng. Dạ. Khi mình nấu ăn mình tập trung nó hay cho yêu thương, mình yêu những gì mà mình đã làm. Đó là vậy. Dạ. Giống như tụi con là người ca sĩ thì dĩ nhiên tụi con yêu cái nghề của mình. Mình ca hát, mình lên sân khấu, mình gì trình diễn theo cách của mình, hay chưa? Đấy. Một chén canh đầy chén đủ canh. Dinh dưỡng và nhẹ nhàng nhất mà đi những chỗ mà khó khăn hoặc là mình không có đủ bếp núc hay là nấu vào một cách nó chân chu hơn. Đây. Sau rất sau khoảng mấy chục năm để làm ra được một bát canh này. Đối với những người mà họ không biết cách nấu ăn thì nó là một sự nan giải. Dạ, còn đối với sư phụ là một chuyện vô cùng dễ. Đó, dạ. Ta cho tụi con là dùng một bữa. Nghĩ chưa? Dạ. Cảm tạ guru. Dạ. Okay, rồi. Dạ. Khi sư phụ đến với tụi con đến với ta thì thôi ta làm bữa ăn cho tụi con một cách vô cùng gọi là gì? Bình thường. Hiểu chưa? Dạ vâng. Đầy đủ hương vị. Dạ. Và đẹp đẽ ha. Dạ. Xuống đi. Vâng, cảm tạ guru. Con đứng bên đây nè, vậy đó. Okay, đây là món ăn. Dạ. Một ngày đẹp trời không, của tỉnh Luphabang.